Ta đến với các bài hướng dẫn cơ bản dành cho Rhino. Khi mở Rhino lần đầu, ta sẽ gặp bảng Startup Template cho tùy chỉnh đơn vị millimeters. Ta đến các phần giao diện của Rhino. Đầu tiên ta có thanh toolbar bên trái. Toolbar thân thiện với các công cụ như Polyline, Surface, Xplot, Joy và nhiều công cụ khác. Nhấn giữ icon mỗi công cụ, hệ thống sẽ hiển thị một bảng các công cụ đa chức năng liên quan. Có thể kéo thành một bảng riêng hoặc gắn vào các bar khác. Ta có thanh command phía trên bên trái, nơi nhập lệnh trực tiếp thay vì chọn công cụ. Ví dụ có thể nhập D và thanh command gợi ý lệnh delete. Sau đó ta enter, chọn đối tượng cần xóa và nhấp phải chuột để hoàn thành lệnh. Ta có thể kéo thanh toolbar ra ngoài hoặc gắn vào các bar khác. Nhấn giữ mỗi công cụ, ta sẽ có các bảng công cụ đa chức năng liên quan, có thể tùy chỉnh vị trí cũng như gắn vào các bar khác. Tương tự với Offset Bar. Có thể thấy giao diện Rhino rất linh hoạt và dễ sử dụng. Mặc định giao diện Rhino cung cấp 4 khung nhìn: Top, Perspective, Front, Ngoài. Tại khung Perspective, để thu phóng, ta lăn giữ chuột. Giữ phải chuột để quay khung nhìn 360 độ. Để di chuyển góc nhìn theo mặt phẳng, giữ Shift và chuột phải. Tại khung Top, Front, Ngoài, để di chuyển khung nhìn, ta chỉ cần giữ phải chuột. Hết bài 1.